Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc giường bằng gỗ vụ. Giường này gọi là giường chám mai bằng gỗ vụ, có kích thước 1m8 x 2m. Và chiếc giường này được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện phần PUM theo yêu cầu của một khách hàng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là anh Lam. Anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đường nét chi tiết cho anh Lam thấy được và quý khách hàng gần xa thấy được cái sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện nên nó đặc sắc và đẹp như thế nào. Và chiếc giường này chúng tôi là hoàn thiện là full PU trần theo yêu cầu của anh. Và lúc này thực sự là ở xưởng cái ánh sáng nó rất chi là kém. Chúng tôi đang đây, ở trên này là mái tôn nên là nó ánh sáng hơi kém, nó không được sáng cho lắm, cho nên là mong anh Lam cũng như là các khách hàng thông cảm về cái phía hướng này thì là ánh sáng nó sáng hơn đây. Những cái mẫu giường chám mai này nó đã mang lại cái tên tuổi của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Từ năm ngoái đến bây giờ chúng tôi đã giao rất nhiều các cái chiếc giường mẫu chám mai này đặc sắc này cho các khách hàng ở khắp mọi miền trên tổ quốc. Và ngày hôm nay tiếp tục là 20 tháng 5 2017 chúng tôi xong bộ này, chúng tôi chuẩn bị bọc hàng để bàn giao cho anh Lam, anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Để chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng chỉ giới thiệu sơ qua một chút thôi, bởi vì cái mẫu giường này nó quá quen thuộc với cái lối làm của chúng tôi rồi. Quý khách nào cũng đã từng theo dõi chúng tôi thấy được cái sản phẩm này. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ quay lên để cho anh Lam thấy rằng cái sản phẩm của anh đã được hoàn thiện. Và sau khi chúng tôi quay xong clip này, chúng tôi sẽ tháo ra để bọc hàng và bàn giao cho anh tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở ngay bến xe An Sương. Thành Luân cũng rất chi là vinh dự của anh từ xa anh đã đặt hàng chúng tôi mà chưa cần phải thăm xưởng. Và video clip quý vị đang xem được chúng tôi quay tại xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại làng Ngày Mọc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngoài mẫu giường chám mai ra, Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các mẫu giường khác, ví dụ như giường vòm, hàng vip đây. Chúng tôi đã hoàn thiện và đang chờ ngày khách lấy. Các mẫu tủ áo cũng đang trong quá trình hoàn thiện ở những cái ly và phun tiêu. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Hôm nay là 20 tháng 5 2017, những cái rác này, phần rác nó rất là đẹp. Toàn vét ly này, toàn bỏ cỡ dở này nhỉ. Đúng rồi, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại trong những video clip sau. Chúng ta cùng tham quan một vòng trung tâm xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân luôn. Và đây là bộ giường ghế lít của anh Phước ở Hưng Yên. Phước còn lấy hai chiếc tủ phấn bằng gỗ hương nữa. Và rất nhiều các sản phẩm đang được Đồ Gỗ Thành Luân của tôi hoàn thiện. Đây là phòng thợ xưởng của tôi, đội ngũ thợ vẫn đang làm tấp nập. Alo. Sập thà đấy là rồi rồi, đợi con tí nha. Thành Luân xin chào hẹn gặp lại các trong những video clip sau.